Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Đây là cu lì mọi người ạ. Đây mọi người xem video của mình thì đều biết đây là cu lì nhà mình. Đấy, lì là chú, cũng là chú một chú bully American. Cùng dòng giống với Suka. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cho Suka và lì gặp nhau, xem phản ứng của hai chú chó này nó như thế nào, bởi vì nó là một đực một cái mọi người nhé. Né. Đánh xuống lãnh thổ rồi, đánh xuống lãnh thổ rồi. Đem mẹ mày đánh lên con. Thế bây giờ sẽ cho Suka ra mọi người nhé. Đấy, Suka bắt đầu ra. Suka. Ôi chạy chạy không? Suka. Đây con. Lý à, Lý à. Lý. Suka ra. Ui, ui trời, tụt đún. Tụt đún. Tụt đún. Đây Suka con. Lý, yêu đấy, yêu đấy. Người yêu, người yêu Lý. Người yêu. Yêu luôn, yêu luôn. Không được cắn nhau nhá. Yêu rồi. Đánh dấu. Trồng môn đấy anh. Lý à, Lý. Lý đấy. Ôi trời, hai chúng mày rủ nhau đi à. Đây mọi người nhá, thì đây là Suka béo mập. Suka béo mập rồi, không biết. Đây Suka. Suka. Ra đây. Ni. Suka. Suka. Đây Suka đi. Suka đi. Suka. Có vẻ là hai thằng này nó cũng không cắn nhau đúng không? Đấy. Đây mọi người. Suka đây. Bây giờ Suka nó nhảy nhảy. Ui giời. Suka nó nhảy nhảy rất là ti te nhá. Ni, anh Châu à. Anh Châu ơi. Ni. Ni à. Cái thằng Ni nó làm gì cái lưỡi à? Tổng môn nhà anh. Ôi thôi Suka. Ấy mọi người thấy chưa? Suka và Ni nhá. Hai chú cún bully American rất là đẹp. Đều là cùng dòng giống với nhau. Suka. Thằng kia đái lắm quá đấy. Ở đây. Ôi giời, thằng kia lại đái. Ông thường làm cái bé. Con kia ấy. Ôi giời ơi, lúc. Lý ơi, Lý, quay lại đây con ơi. Lý. Đấy mọi người thấy Suka chưa? Tuy nó là một chú cún cái thôi nhưng mà cái độ tinh nghịch của nó thì rất là nghịch ngợm và lì đoàn. Đấy. Lý à. Cái thằng Lý kia. Lý đâu đây? Lý à. Cả nó ra đây giờ. Nó đang đi tìm chỗ đi vệ sinh rồi, kệ nó. Con Suka không được quấy đâu con này, kệ mẹ nó cho nó đi. Lý ở đây. Ở đây. Đấy nó đang yêu nhau. Làm quen yêu nhau. Này Lý. Yêu. Đấy mọi người thấy chưa? Chú Lý. Ôi dồi, chú Suka mày đàn bản cái mày điểm đạm với con. Mày cứ đòi. Cái bích trườn. Rồi truyền ra nó làm cái gì đấy mọi người, hai chú hai con này là hai con tiểu yêu cho mình. Có lo cái dòng giống nó giống nhau mọi người, cho nên là đấy nó chơi nhau tí làm quen này. Nó chơi ấy, con Suka nó nhảy như con ngộ. Suka đây, đây bố nhanh. Suka mày cứ tổn nữa. Suka đi đây. Lý à. Ôi ôi thằng này. Lý. Ra đây con. Lý. Đây mọi người thấy chưa? Thằng Suka nó béo ục ịch này. Và nó cũng rất là năng động. Nằm một người nó cũng thế. Thì thích dê bụng rồi. Lý ơi. Lý. Thằng Lý chỉ đi tìm chỗ đái để đánh dấu phải nhanh. Đánh dấu. Lý đây. Đấy. Đã lì hẳn luôn. Ôi trời ơi. Đang tán nhau. Đấy mọi người thấy thằng lì lâu lắm rồi mọi người không thấy nó. Lì nó rất là một chú chó đực rất là đẹp. Mọi người thấy đầu thủ rất là to. Đẹp vật vã luôn. Đấy. Đây là lì. Thế còn đây là cô bé lâu. Lâu. Lâu bé con. Mút đồ. Đấy mọi người thấy lông em lâu mọc nhanh không? Đấy. Ô cái anh lì. Ôi giời kìa, ôi giời, chim cò. Đánh dấu lãnh thổ mọi người ạ. Suka đây, Suka.
đây qua. Chú ca đây. Chú ca nó thích chơi với lại cao to ạ. Chú ca. Ôi giời. Chú ca, chú ca. Đấy, chú ca đến đấy. Chú ca lâu lâu cỡi hẳn lên đầu chú ca. Nhưng mà không thấy ông ngoạm đang thăm dò ấy. Ấy thằng. Ní à, ní à. Ní. Ní à. Ôi thôi thôi. Ui giời. Thôi. Ní kia, ní kia. Ui giời, ấy thằng nâu à. Lâu bé tí ôm cổ. Ôm cổ chú ca. Chú ca. Chú ca. Thằng đâu nó đang tranh tranh chủ ấy. Mến. Ấy, đi đến đây. Ê. Ôi. Ôi. Lê, đi đây. Nè. Chưa. Chưa. Trông thế thôi chứ lì nó cũng rất là máu chiến mọi người. Nó rất là thiện chiến ý là. Mát cái nào. Nó rất là thiện chiến nha mọi người nhá. Và Suka thì là một chú cún cái cũng rất chỉ là tăng động. Một đôi cặp đôi này nó mà với nhau thì nó rất là tuyệt vời. Lâu. Ấy, ngồi mặt đấy kinh kìa. Ấy. Ôi, cái con Suka sao nó cứ nề bụng nó xuống ấy nhỉ? Ào. Lì nó đòi đi đánh nhau ấy. Thằng lì ấy. Lì nó rất chia lì đoàn. Ừ. Su chạy vãi cứt. Mắc su vào đi. Ê mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chú lì nhà ta nó rất là Suka rất là hăng, rất là máu chiến. Đấy. À con này, Suka. Suka. Khỏe. Con vật vã khỏe. Ấy, nó to mà mọi người. Nó to đấy mà. Ui ôi Suka. Suka lại. Trời ơi. Ôi. Ôi thằng Ly, thằng Ly, thằng Ly. Thằng Ly. Ôi. Để mọi người thấy thằng Ly chưa? Thằng Ly nó bé người thôi nhưng mà rất là máu chiến mọi người ạ. Lì là một chú bully mà. Mặt lì luôn. Lì đoàn lắm. Mỗi lần máu chiến lên này là mắt cứ đỏ long hồng sọc. Yên ngồi yên đấy ạ. Yeah. Yeah, cái mồm. Rất là gớm ghiếc mọi người. Thôi. Chúng ta chạy. Lì. Lì ơi. Bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Lì. Nó rất là máu đấy mọi người. Tiểu đùa với nó, máu, máu chiến lắm. Trông vậy thôi nhưng mà nó rất là thân thiện với con người, nhưng mà với cái dòng khác ví dụ như chó đực khác là nó cũng rất là hăng máu. Đấy, ngược lại Suka thì nó là một chú cún cái, cho nên là cái độ máu chiến của nó cũng sẽ bị giảm đi mọi người nhé. Nó không hăng chiến như thằng đực. Nên lì này, lứa sau thì mình sẽ cho lì phối giống với Suka luôn mọi người ạ. Còn lứa này thì không biết là Suka lại đây. Suka. Không biết là Suka liệu là nó lo Suka đây. Nó có ấy nữa không? Nó có đang hy vọng là nó sẽ không bị hỏng thai mà không biết là tình hình nào. Suka. Cái, Suka. Đây. Đây về đây bố. Thôi. Thôi. Thằng lì nó cứ nhìn thấy thằng xù là nó đòi chiến đấu. Đấy. Thôi. Thằng lì nó có phải chiến đấu. Thằng lì không có yên một chỗ được. Ấy, nhiều nhiều quá. Ấy. Lì nó đi đuổi thằng kia kìa. Ui trời, nó đi. Lì nó đi đuổi thằng xu kìa. Trông thế thôi. Đấy 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 là đuổi đây, đuổi đây. Đuổi. Đuổi. Ấy, nó lì đoạt lắm đấy mọi người. Thôi thôi thôi. Ôi. Nó có làm gì đâu mà con như con điên đấy à? Hả? Ê, hôm nay mình cho phản ứng xem là Suka sẽ như nào khi gặp Lì và Lì sẽ như nào khi gặp Suka mọi người nhé. Thì hai chú chó này cùng giống với nhau nên nó cũng có vẻ rất là thân thiện với nhau. Đấy, và từ bây giờ mình sẽ quyết định là cho Suka và Lì ở chung với nhau mọi người nhé. À, đi ở chung với cái nhá. Được không? Ấy, nói chung là những cái video này thì mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sản phẩm ẩm thực vùng cao mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo và mọi người hãy chờ đón xem là giữa Lì với Suka sẽ ra được cái sản phẩm nó như thế nào. Thì hiện tại thì Suka đang mang bầu rồi nhưng mà không biết là có được hay không. Thì sẽ hẹn mọi người những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá.
Rồi, tắt đi.